Hôm nay thì mình sẽ cùng đưa bạn Lisa và bạn Thyssen đi chơi xung quanh bản Lô Lô Chả nhé. Lần đầu được mặc áo Lô Lô Chải cho nên là Lisa rất là khoái chí nhé. Con bé này không biết nó cười gì. Đây, bây giờ đang dẫn hai bạn đi tham quan ở trong làng nhá. Đấy. Wow, beautiful. Yeah. Làng Lô Lô Chải có thể nói là những cái ngày này thì quá ư là thanh bình luôn, nắng đẹp. Trời ơi. Lúa xanh kìa. Để xem Lisa nó. Hi Lisa. How do you think about this village? It's a very nice village and people are very nice and we ate very good food. Mình chém gió thôi chứ nó đâu có nói là nó thích mình đâu. Ok, đi tiếp nào. We go here. That is in Vietnamese it's dong. Dong. Thực sự là mấy bạn Tây này rất là thích đi bộ trong làng để khám phá nhá. Wow, Lisa, con vịt này. Mấy con này tối qua toan đấy à? Vãi nhỉ. Đúng là các bạn khoai tây nhìn thấy cái gì cũng lạ. Đi đây, chỗ này là chỗ người ta phơi ngô. Rồi, cũng dừng lại hỏi linh tinh tí mẹt lên nhá. Why do they cut the corn like this? Huh? To make it dry? Yep. Okay. To make it dry. And then they take on the floor. Okay. Yeah. Okay. Yeah, to keep it. Yeah. Đây là một cái nhà cổ của người Lô Lô. Cái nhà này là nhà trình tường, là bằng đất luôn nhá. Nhưng mà mọi người không thấy ai ở nhà cho nên là không dám vào. Bây giờ thì đi luôn ra ruộng. Wow. Oh my god. Oh. Are you okay? Lần đầu tiên đi trên ruộng thế cho nên là Thyssen thì khá là vụng về, đi bị ngã liên tục. Wow. Beautiful. Green. Yeah. Yeah. With green. Feel. Wow. Đây là một cái nàng công chúa. Yeah. This is a ring in the field. On the field. Hôm nay thì mình dẫn các bạn ấy đi đi ngoài đồng ruộng nhá. Yeah. They are building the Nói thật là Lisa mặc cái áo này trông bạn rất là cứng, mặc dù rất là đẹp, nhìn rất là đẹp nhưng mà bạn đi rất là cứng. Còn Thyssen thì ôi rồi ôi, suốt ngày đòi bảo là mày dẫn đường đi, mày dẫn đường đi, tao không chịu nổi rồi. No, I think you can. We can do it. Yeah. Thực ra thì mình thích nhìn nó đằng sau để xem là nó có bị ngã không. What is this? Thôi hôm nay thì mình dẫn mọi người đi chơi đến đây thôi nhá. Mọi người muốn xem những cái câu chuyện ở Lũng Cú thì bấm subscribe để theo dõi mình nhá.